Xin chào quý vị. Lời đầu tiên xin được gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an tới quý vị và gia đình. Quý vị thân mến, dự án thu âm những bộ truyện ngắn, truyện dài của tiến sĩ Nguyễn Khắc Tuấn đã được phát hành từ năm 2019. Và trong phần 1, có rất nhiều truyện ngắn đã được quý vị khán thính giả khắp nơi yêu thích như Hạ Thương, Hạ Xưa, Hai Đầu Nỗi Nhớ, 10 Năm Cô Đơn, Gái Đêm, Lặng Thầm, Lệ Buồn Xứ Đài, Nơi Thời Gian Ngừng Lại. Để tiếp tục phần 1 thì phần 2 của dự án sẽ được phát hành trên kênh YouTube này. Trong phần 2 này, dự án sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị tuyển tập 175 truyện ngắn của tiến sĩ Nguyễn Khắc Tuấn như Tàu Đêm Năm Cũ, Chuyện Tình Vũ Hán, Câu Thương, Câu Đợi, Câu Chờ, Đêm Buồn Tỉnh Lẻ, Con Nuôi, Nuôi Con, Hộp Quà Của Mẹ. Bên cạnh đó, còn có những bộ truyện dài, những bộ truyện kiếm hiệp cũng sẽ được thu âm và gửi tới quý vị khán thính giả. Và hôm nay, trong tập này, xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập đầu tiên của bộ truyện tiểu thuyết dài tập Chợ Đời. Và bây giờ, xin được trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Tiểu thuyết dài tập Chợ Đời, tập 1, Sói Hoang. Người ta bảo người đẻ ra người. Không, không, theo hắn thì đời đẻ ra người, bởi hắn có biết mẹ hắn là ai đâu. Hắn chỉ nhớ năm mà hắn được 8 tuổi thì hắn đã lang thang khắp nơi, trôi dạt nay đây mai đó. Trong trí nhớ từ thời ấu thơ, hắn chỉ còn nhớ đến một người, bà ngoại của hắn. Bà của hắn hiền lắm, rất hiền. Bà thường ôm hắn ngủ vào những mùa đông giá rét. Bà thường nằm bên quạt cho hắn ngủ vào những buổi trưa hè. Hắn yêu bà của hắn, bà cũng thương hắn lắm. Nhưng rồi bà hắn cũng bỏ hắn mà đi xa. Vào một ngày cuối đông, hắn đã khóc ngất đi bên xác bà. Và kể từ đó, hắn không còn ai trên đời. Hắn bơ vơ một mình, hắn lang thang khắp nơi. Cuộc đời đã nhào nặn hắn trở nên cứng cáp, biết giành giật lấy miếng ăn, biết chà đạp lên kẻ yếu hơn mình. Từ lúc nào không hay, hắn trở thành một thằng giang hồ có máu liều, có máu điên nổi bật nhất trong đám giang hồ sống nơi gầm cầu, góc chợ. Nhưng rồi, cuộc đời vẫn tiếp tục xô đẩy hắn. Vào một đêm đông lạnh buốt, hắn vẫn nhớ hôm đó là gần Tết. Nhóm của hắn xử lý một nhóm giang hồ khác đến tranh giành địa bàn kinh doanh ma túy. Giữa đêm đông lạnh giá, hai bên lao vào nhau với những nhát chém sắc lẹm. Trong cơn điên cuồng chém giết ấy, hắn bị dính hai nhát chém vào những chỗ hiểm từ phía sau lưng. Hắn đổ gục xuống đất, mắt mờ dần và ngất lịm đi. Trước khi ngất lịm, hắn chỉ kịp có một suy nghĩ thoáng qua rất nhanh: hắn chết như thế này thật sao? Nhưng không, hắn không chết. Cuộc đời dường như muốn tiếp tục đẩy hắn đi tiếp con đường khốn khổ của hắn. Hắn tỉnh dậy trên một con tàu rất to lớn đang lênh đênh trên biển. Hắn mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mắt hắn, làm hắn phải nheo mắt lại để tránh ánh sáng gay gắt của mặt trời. Hắn còn chưa kịp ngồi dậy thì bỗng từ bên trong con tàu, hai gã đàn ông da màu bước ra. Cả hai bước lại gần phía hắn đang nằm. Một gã giơ chân lên, sút thẳng vào người hắn. Bịch, thân thể hắn bị sút văng vào một góc sàn con tàu. Gã còn lại, tay đang cầm một chiếc bánh mì và một chai nước nhỏ. Gã vung tay ném chiếc bánh mì và nước về phía hắn, rồi cả hai lặng lẽ quay đầu vào bên trong.
Còn lại hắn một mình trên sàn tàu, hắn khẽ đưa mắt nhìn xung quanh rồi thầm nghĩ, không biết bọn này đưa hắn đi đâu đây. Và rồi, hàng ngày cứ thế trôi qua, hắn vẫn được hai gã đàn ông ném bánh mì và nước cho ăn uống. Ăn no rồi hắn lại nằm lăn ra ngủ trên sàn tàu. Không biết bao lâu sau, vào một đêm tối trời, con tàu bỗng dừng lại. Hai gã đàn ông quen thuộc lại xuất hiện. Nhưng lần này, hai gã không ném bánh mì và nước cho hắn ăn uống. Một gã cầm theo một tấm vải đen và một vài sợi dây khá to. Gã còn lại cầm trên tay một chiếc khăn nhỏ có tẩm thuốc mê. Hai gã rất nhanh tiến sát lại gần hắn, khống chế hắn, rồi dùng những sợi dây trói chặt chân và tay hắn. Chúng lại sử dụng tấm vải đen bịt mắt hắn. Rồi một gã nhanh tay úp chiếc khăn có tẩm thuốc mê vào mặt hắn. Chỉ sau vài giây, hắn đã ngất đi, không còn biết gì nữa. Hắn không biết đã bao nhiêu ngày đêm trôi qua, chỉ biết là khi hắn tỉnh lại thì thấy là hắn đang nằm trên một nền gạch lạnh lẽo. Xung quanh hắn còn có bốn người khác, ba nam và một nữ. Tất cả đang nằm la liệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, nằm ngay bên cạnh hắn. Thân thể hắn lúc này gần như kiệt quệ, người mềm nhũn, không còn một chút sức lực. Bỗng có tiếng cánh cửa mở ra, một luồng ánh sáng chiếu rọi vào bên trong. Rồi có sáu bóng người xuất hiện. Hắn khẽ khom lưng ngồi dậy, cố dương ánh mắt nhìn về phía trước mặt. Một giọng đàn bà người Việt Nam vang lên: "Chúng mày đưa tất cả đám này về, tao đã thanh toán xong cả rồi." Lập tức, năm gã đàn ông phía sau người đàn bà tiến lên, bế xốc tất cả đám người đang nằm dưới sàn nhà lên vai, rồi nhanh chóng tiến ra bên ngoài. Năm gã đàn ông ném tất cả nhóm người mà chúng đang vác trên vai lên thùng một chiếc xe tải lớn. Sau đó, chúng nhanh chóng đóng nắp thùng xe lại. Ngay lập tức, chiếc xe tải lớn nổ máy và chuyển bánh. Đám người nằm trong thùng xe tải tối đen như mực, không ai nhìn rõ một ai. Lúc này, hắn bắt đầu cố gắng mở mắt, làm quen với bóng đen. Sau vài giây chần chừ, hắn khẽ lên tiếng: "Các người là ai? Có ai còn tỉnh táo không?" Im lặng, không một tiếng trả lời. Rồi bỗng có giọng một người con gái vang lên yếu ớt: Em. Hắn vội vàng hỏi tiếp: "Em là ai? Sao lại có mặt trên đây?" Giọng nữ lại yếu ớt đáp lời: "Em cũng không rõ vì sao lại ở nơi này. Mấy ngày trước, em đang trên đường đi học về, khi đi đến đoạn đường vắng, bỗng có hai người đàn ông xuất hiện. Họ áp sát vào xe em. Hai người đó bịt miệng em bằng một chiếc khăn. Rồi em ngất đi và không biết gì nữa." Hắn nghe giọng nữ nói xong thì chợt hiểu, khẽ à lên một tiếng, rồi im lặng. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy. Trong thùng xe vẫn tối đen như mực, vẫn là sự im lặng đang bao trùm cả không gian bên trong thùng xe. Thời gian lại cứ thế trôi qua. Đột nhiên, chiếc xe tải dừng lại. Rồi tiếp theo là tiếng mở nắp thùng xe vang lên. Nắp thùng xe được mở tung ra, ánh sáng tràn vào bên trong. Tiếng đàn bà quát lên như ra lệnh: "Đưa tất cả năm đứa chúng nó vào phòng tao." Lập tức, năm gã đàn ông to cao lần lượt trèo lên thùng xe, vác năm người đang nằm lên vai, rồi nhanh chóng vác họ bước theo dáng người đàn bà vừa quát lớn. Vào đến trong phòng, người đàn bà bước đến một chiếc ghế lớn kê chính giữa căn phòng, ngồi xuống. Bà ta hất hàm lên tiếng: "Đặt chúng nó xuống, lấy nước lạnh lên đây." Năm gã đàn ông liền bỏ năm người đang vác trên vai xuống nền căn phòng, rồi quay gót bước ra khỏi phòng. Chưa đầy một phút sau, tất cả năm gã đã quay lại, trên tay cầm năm chậu nước lạnh. Chúng ta thẳng những chậu nước lạnh vào mặt năm người đang nằm dưới sàn căn phòng. Rồi chúng đứng xếp thành một hàng dài, bên tay phải người đàn bà. Người đàn bà vẫn đang ngồi trên chiếc ghế to, phía trước là một chiếc bàn làm việc,
trên bàn có đặt một chiếc laptop. Bà ta khẽ đưa tay xuống bàn phím gõ mấy chữ, rồi với tay cầm cốc nước đặt bên cạnh lên uống. Uống xong hớp nước, bà ta khẽ ưỡn ngực, ngồi trong tư thế ngã ra ghế, rồi lên tiếng. Chúng tỉnh dậy cả rồi đấy. Dưới sàn nhà, 5 người bắt đầu cựa quậy. Người đầu tiên tỉnh lại là hắn và cô gái, tiếp sau là 3 người đàn ông. Hắn khẽ liếc mắt nhìn người đàn bà đang ngồi trên ghế phía trước mặt và 5 gã đàn ông đang đứng xếp hàng bên tay phải của bà ta. Rồi lại đưa mắt nhìn 4 người đang ở dưới sàn nhà cùng với mình. Một cô gái còn khá trẻ, chỉ tầm 20 đến 21 tuổi. 3 người đàn ông bên cạnh cũng vậy, tất cả chỉ tầm ngoài 20 tuổi. Vài giây trôi qua trong im lặng, 5 người nằm dưới sàn nhà cũng đã khom người ngồi lên. Nhưng có lẽ vì sức lực đã cạn kiệt nên bọn họ không thể đứng lên nổi, đành ngồi bệt luôn dưới sàn. Bỗng một người trong số họ cất giọng run rẩy. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi đang đi học mà. Đó là giọng nói của một chàng trai còn khá trẻ. Người đàn bà nhìn thẳng vào cậu ta, đáp: Đây là đất nước Malaysia, còn cụ thể ở đâu thì chúng mày không cần biết. Tao đã mua chúng mày về đây, từ giờ chúng mày phải làm việc cho tao. Cậu thanh niên nghe xong, sợ hãi rồi òa lên gào khóc. Không, tôi đâu biết các người là ai. Các người cho tôi về nhà đi, nếu không tôi báo công an. Người đàn bà nhìn cậu thanh niên đang gào khóc, khẽ lạnh lùng nhếch mép cười. Bà ta đưa mắt nhìn 5 gã hộ vệ. 5 gã dường như hiểu ý bà ta. Một gã bước ra, gã cho tay vào túi quần bên tay phải, móc ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào cậu thanh niên đang gào khóc. Rồi gã bóp cò, máu tươi từ đầu cậu thanh niên tuôn ra xối xả, ướt sũng cả một góc sàn nhà. Cậu ta đổ gục xuống, rồi chết tại chỗ. Vậy là 5 người đang ngồi bệt dưới nền nhà, giờ chỉ còn lại 4. Người đàn bà lại cầm cốc nước lên, uống một ngụm, rồi nhìn thẳng vào 4 người đang tái mét mặt ngồi dưới đất, hất hàm, cất giọng nhẹ nhàng mà lạnh lùng. Trong 4 đứa chúng mày, còn đứa nào muốn chết nữa không? Im lặng, không ai lên tiếng. Nét mặt của 4 con người đang ngồi dưới nền nhà vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Người đàn bà lại lên tiếng như ra lệnh, đưa chúng nó về dãy phòng số 2, sắp xếp mỗi đứa một phòng liền kề nhau. Một gã hộ vệ bước đến trước mặt 4 người, gã cất giọng ra lệnh, chúng mày đi theo tao. Dứt câu, gã cất bước đi trước. 4 người đang ngồi bệt dưới sàn nhà gắng gượng đứng dậy, bước theo sau gã. Độ chừng 5 phút trôi qua, tất cả dừng lại trước một dãy nhà có 10 phòng liền kề nhau. Gã hộ vệ chỉ tay vào 4 phòng đầu tiên, gã nói, đây là 4 phòng của chúng mày, mỗi đứa một phòng. Rồi gã chỉ tay vào cô gái, nói tiếp, mày sẽ ở phòng đầu tiên, còn lại 3 đứa này sẽ ở các phòng kế bên. Gã quay người về phía 3 người còn lại, nói, trong phòng có đầy đủ tiện nghi, đầy đủ quần áo. Tất cả chúng mày vào tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lát nữa sẽ có người đưa thức ăn đến từng phòng cho chúng mày. Dứt câu, gã quay ngược bước đi. Nhưng mới bước được vài bước thì gã quay ngoắt người lại, nói, chúng mày nếu muốn sống thì hãy ngoan ngoãn nghe lời, đừng dại dột mà bỏ trốn, hãy nhìn xung quanh đi. Gã nói xong thì chỉ tay về 4 phía xung quanh. Thì ra,
xung quanh bốn phía được bao bọc bởi những bức tường đá xây rất cao, và trên các bức tường đều có hàng rào dây thép gai. Bên dưới các góc tường đá là những người cao to, trùm kín khuôn mặt bằng vải đen, chỉ để lộ ra hai hốc mắt, trên tay vác một khẩu súng trường đứng gác. Gã lại tiếp tục nói, chúng mày nhìn thấy rồi chứ, giờ hãy vào tắm rửa thay đồ đi. Dứt câu, gã quay người bước đi. Bốn người còn lại run rẩy đứng chết chân tại chỗ. Một hồi lâu sau, những tiếng khóc nức nở bắt đầu vang lên. Giọng cô gái mếu máo nói, ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Hai cậu thanh niên cũng run rẩy, khuôn mặt tái xanh, những giọt nước mắt sợ hãi lăn dài trên má. Chỉ riêng một mình hắn còn giữ được bình tĩnh, bởi có lẽ cuộc đời đã nhào nặn hắn sớm hơn ba người còn lại. Hắn im lặng nhìn ba người đang đứng cùng với mình. Vài giây trôi qua, hắn nhìn ba người, rồi lên tiếng. Chúng ta đã bị bọn buôn người bán qua đây rồi. Hai người thanh niên nghe hắn nói thì lại càng run rẩy. Cô gái cũng run rẩy, ngã quỵ xuống đất. Hắn cúi xuống, đưa tay đỡ cô. Vừa đỡ, hắn vừa nói, hãy bình tĩnh, nếu chúng ta còn muốn sống, thì lúc này hãy bình tĩnh lại đã. Kéo cô gái đứng dậy, hắn khẽ nhìn qua hai thanh niên, nói tiếp, chúng ta hãy về phòng, tắm rửa, nghỉ ngơi để lấy lại sức đã. Chờ xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Bây giờ, hai cậu hãy về phòng đi. Hắn nói xong thì dìu cô gái về căn phòng đầu tiên. Vừa dìu cô gái, hắn vừa nói, em hãy bình tĩnh lại, tắm rửa để nghỉ ngơi đã em à. Cô gái vẫn còn đang run rẩy, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, hỏi, anh ơi, sao lại thế này hả anh? Bố mẹ không thấy em về thì sẽ lo lắng lắm. Anh hiểu, nhưng em cứ bình tĩnh lại đã. Đến trước căn phòng, hắn đẩy cửa, dìu cô gái bước vào bên trong. Vào đến bên trong, hắn và cô gái nhận thấy căn phòng rất đầy đủ tiện nghi cho một người sử dụng. Hắn dìu cô gái ngồi xuống bộ bàn ghế sofa khá sang trọng, rồi hắn nhẹ giọng hỏi, em tên gì? Dạ, em là Linh. Ừ, bây giờ Linh hãy bình tĩnh lại. Trước tiên, em cứ tắm rửa thay đồ đi đã. Chúng ta phải có sức, phải sống nếu muốn có ngày quay về Việt Nam. Cô gái tên Linh ngước cặp mắt trong veo nhìn hắn, giọng vẫn còn run rẩy hỏi hắn, anh ơi, liệu họ bắt chúng ta làm gì hả anh? Anh cũng chưa biết việc này, nhưng có một điều anh biết chắc chắn, đó là nếu chúng ta muốn toàn mạng để trở về thì chúng ta phải sống, tức là chúng ta phải có sức khỏe. Giờ em đi tắm đi, anh cũng về phòng tắm rửa đây. Hắn khẽ vỗ vai an ủi cô gái, rồi đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng. Ra đến bên ngoài, hắn với tay đóng lại cửa phòng cho cô gái tên Linh. Hắn bước vào phòng của mình, thì hắn nhận ra các căn phòng được thiết kế giống hệt nhau, cũng rất sang trọng và đầy đủ trang thiết bị. Có một chiếc tủ gỗ màu nâu được thiết kế khá sang trọng, kê gọn gàng trong một góc phòng. Hắn với tay mở chiếc tủ gỗ ra xem có gì bên trong hay không, thì phát hiện ra có rất nhiều quần áo dành cho nam giới đang được gấp gọn gàng trong tủ. Hắn tìm kiếm một lúc rồi quyết định chọn một bộ quần áo jean mà hắn cho là vừa với kích cỡ người của hắn. Hắn lấy bộ quần áo ra ngoài, bỏ lên chiếc giường bên cạnh, rồi gỡ bỏ quần áo đang mặc trên người xuống, bước vào phòng tắm. Nằm ngâm mình trong bồn tắm dưới làn nước nóng, lúc này hắn mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn thầm nghĩ, có lẽ khi hắn bị ngất đi, bọn đối thủ đã tiếp tục tẩm thuốc mê vào người hắn, rồi bán hắn cho bọn buôn người này. Hắn cứ như vậy, vừa tắm vừa miên man suy nghĩ. 30 phút trôi qua, khi mà hắn vừa tắm xong, mặc bộ quần áo mới lên người, thì bỗng có tiếng gõ cửa. Hắn lên tiếng đáp, mời vào.
cánh cửa được mở ra, một người đàn bà trung niên, nước da đen bước vào. Bà ta bước vào trong phòng, tay đang bê khay thức ăn với rất nhiều món ăn khác nhau. Bà ta không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu chào hắn. Hắn cũng gật đầu đáp lại. Bà ta tiến lại bộ bàn ghế, đặt khay thức ăn xuống, rồi lại im lặng bước ra khỏi phòng. Hắn đứng im nhìn theo bóng người đàn bà đi khuất, rồi lặng lẽ quay đầu nhìn xuống khay thức ăn. Trên khay thức ăn gồm có cơm trắng và rất nhiều món ăn khác nhau. Hắn đang rất đói, định ngồi xuống ăn luôn thì bỗng có bóng ba người bước vào. Trên tay ba người cũng đang bê ba khay thức ăn. Đó là cô gái tên Linh và hai chàng thanh niên còn lại. Linh lên tiếng: "Anh ơi, người ta cũng vừa đưa thức ăn cho tụi em, không biết có nên ăn không anh?" Hắn đưa mắt nhìn cả ba người, rồi chỉ tay xuống bộ bàn ghế. Hắn khẽ nói: "Tất cả đặt thức ăn xuống bàn rồi ngồi xuống đi đã." Khi mà cả ba đã ngồi xuống, hắn mới lên tiếng: "Anh đã biết em gái tên Linh, còn hai bạn tên gì?" Chàng trai có dáng người thấp béo đáp trước: "Em là Minh Anh à." Anh chàng còn lại có dáng dấp mảnh khảnh, nước da trắng cũng tiếp lời: "Còn em là Hưng ạ." Hắn đưa mắt nhìn cả ba rồi lên tiếng: "Ừ, giờ thì anh biết tên cả ba đứa rồi, Linh, Hưng và Minh. Còn anh tên là Khải." Hắn dừng vài giây rồi nói tiếp: "Theo anh thì chúng ta nên ăn cho no đã." Anh chàng tên Hưng hỏi bằng giọng run run: "Thế nhớ người ta bỏ thuốc độc trong đó thì sao anh?" Hắn ngước lên nhìn Hưng, nhận thấy cả ba người vẫn còn đang run sợ. Hắn liền trấn an: "Nếu muốn giết chúng ta lúc này, họ chỉ cần một phát bắn chết luôn, chứ đâu cần phải mất công cho thuốc độc vào thức ăn. Thôi, tất cả ăn cho no đã." Dứt câu, hắn cúi xuống khay thức ăn, cầm bát đũa lên ăn đầu tiên. Ba người còn lại nhìn thấy hắn ăn ngon lành, nên cũng bắt chước hắn, bắt đầu cầm đũa lên ăn. Tất cả im lặng ăn xong bữa cơm. Sau khi ăn xong, hắn đứng dậy, bước lại phía trước tủ lạnh, mở ra xem có gì bên trong hay không. Hắn phát hiện thấy có rất nhiều các chai nước suối cỡ nhỏ bên trong tủ, nên hắn lấy ra 4 chai nước để lên bàn. Hắn mở nắp một chai, đưa lên miệng uống. Ba người còn lại thấy thế, cũng bắt đầu mở nắp các chai nước ra để uống. Cô gái tên Linh lại lên tiếng: "Anh ơi, bây giờ chúng ta làm sao hả anh?" Hắn không trả lời cô mà im lặng, khẽ nhìn cả ba người. Vài giây sau, hắn nói: "Anh cũng chưa biết, nhưng đến giờ thì anh đoán bọn này có thể sẽ bắt ép chúng ta làm công việc gì đó cho chúng nó." Anh chàng tên Hưng cũng hỏi: "Theo anh, liệu chúng nó có bao giờ tha cho chúng ta để về nhà không anh?" Hắn nhìn Hưng, thầm nghĩ: "Cậu này chắc còn đang là sinh viên chưa trải sự đời, trong tình huống này mà hỏi một câu rất là ngây thơ." Hắn nhìn một lượt cả ba người, rồi nhẹ giọng nói: "Bọn chúng đã mất tiền mua chúng ta, thì sẽ không bao giờ có chuyện chúng nó thả chúng ta về Việt Nam đâu." Hắn ngừng lại vài giây rồi tiếp: "Theo anh, giờ chúng ta cần nghỉ ngơi để lấy lại sức đã, chờ xem tình hình ra sao, rồi mới biết cách để tính tiếp." Ba người kia nghe hắn nói xong thì lặng im, gương mặt vẫn còn hiện rõ nét bàng hoàng, sợ hãi. Lúc này, hắn mới có thời gian quan sát kỹ cả ba người. Hai anh chàng Hưng và Minh, gương mặt vẫn còn non nớt, có lẽ vẫn đang là sinh viên. Cô gái tên Linh có nước da trắng trẻo, xinh xắn. Chắc có lẽ cả ba đã bị bắt cóc khi đang đi học về. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng thấy người đàn bà dọn cơm khi nãy quay lại phòng. Trên tay bà ta cầm theo một chiếc túi ni lông màu đen khá to. Bà ta vẫn im lặng, không nói gì. Bà ta tiến lại chiếc bàn mà tất cả đang ngồi, cúi xuống dọn dẹp tất cả các khay thức ăn, cho hết vào chiếc ni lông đang cầm trên tay. Tất cả lặng im,
dõi theo từng hành động của bà ta. Khi mà bà ta đã dọn dẹp xong tất cả vào trong túi ni lông, bà ta định quay người bước ra ngoài, thì hắn khẽ vỗ vai bà ta. Hắn nói: "Bà có thể cho tôi xin điếu thuốc không?" Bà ta nghe hắn hỏi thì nhún vai, lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Hắn liền đưa tay lên miệng, làm động tác đang hút thuốc. Bà ta liền tỏ vẻ hiểu yêu cầu của hắn, nên cười và nói: "Ok, ok." Dứt câu, bà ta quay người bước ra ngoài. Vài phút sau, bà ta quay trở lại với một gói thuốc lá và một chiếc bật lửa trên tay. Bà ta mỉm cười nhìn hắn, rồi đưa cho hắn. Hắn cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn, đưa tay cầm lấy gói thuốc và bật lửa. Từ đó trở đi, ngày nào bà ta cũng cầm theo thuốc lá và bật lửa cho hắn, mỗi lần mà bà ta mang thức ăn đến. Thời gian cứ thế trôi qua, đến ngày thứ 15 sống tại nơi này, cả bốn người đã dần dần hồi phục sức khỏe, ăn uống ngon miệng hơn. Nhưng trong lòng mỗi người đều có một nỗi lo lắng pha lẫn sợ hãi. Hàng ngày, tất cả bốn người đều tập trung tại phòng của hắn để trao đổi tình hình, cũng như bày tỏ nỗi lo lắng cùng với nhau. Đêm, bầu trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, gió thổi lên rào rào, sấm chớp liên tục vang lên. Trong căn phòng rộng lớn, người đàn bà vẫn đang ngồi trên chiếc ghế tựa khá to. Trước mặt bà ta có kê một chiếc bàn làm việc, trên bàn vẫn là chiếc laptop đang được mở ra. Cầm ly nước trên tay, khẽ đưa mắt nhìn sang bốn tên hộ vệ, bà ta lên tiếng: "Đến lúc rồi." Bốn tên hộ vệ khẽ đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ hiểu ý chủ. Tên đứng gần bà ta nhất nhìn chủ nhân, cúi đầu, nói khẽ: "Cô muốn xử lý chúng nó ra sao?" Bà ta cầm ly nước trên tay, nhìn vào ly nước, khẽ xoay xoay nó trên tay và nói: "Theo thông tin từ phía Việt Nam thì thằng nhiều tuổi nhất tên Khải là một thằng giang hồ có máu mặt tại Việt Nam. Hai thằng nhóc là sinh viên đang đi học, đứa con gái cũng là sinh viên, và theo thông tin được cung cấp thì vẫn còn là gái trinh." Bà ta dừng lại, đưa cốc nước lên môi, khẽ nhấp một ngụm rồi lại tiếp: "Trước tiên đêm nay, chúng mày phải biến đứa con gái kia thành đàn bà cho tao." Nói đến đây, bà ta khẽ ngước mặt lên nhìn một gã hộ vệ đang đứng thứ hai, rồi hất hàm nói: "Mày đi đi, mày có nhiệm vụ biến nó thành đàn bà." Gã hộ vệ đang đứng thứ hai trong hàng, nghe chủ nhân ra lệnh thì bước ra khỏi hàng, bước đến trước mặt bà ta, cúi đầu, nói nhanh: "Tôi sẽ làm ngay." Dứt câu, gã quay người bước đi. Còn lại người đàn bà và ba gã hộ vệ trong phòng. Người đàn bà tiếp tục đưa cốc nước lên, khẽ lắc nhẹ nhẹ cốc nước trong lòng bàn tay, nhìn vào ba thằng hộ vệ, rồi nói tiếp: "Còn thằng Khải, Hưng và Minh, sáng mai 10 giờ, chúng mày đưa tụi nó đến gặp tao. Sau khi tao gặp xong, chúng mày đưa tất cả ba đứa qua khu vực huấn luyện. Chúng mày có tất cả 10 ngày để huấn luyện ba đứa nó, trước khi tao đưa cả bốn đứa chúng nó đến làm việc tại Kuala Lumpur." Ba thằng hộ vệ nghe xong lệnh chủ nhân thì đồng loạt cúi đầu, đáp khẽ: "Chúng em đã rõ." Thank you.
Gã đàn ông được phân công nhiệm vụ biến Linh thành đàn bà, lặng lẽ bước sát lại cánh cửa căn phòng mà Linh đang ở bên trong. Bên trong căn phòng, Linh đã tắt điện, có lẽ giờ này cô đã ngủ. Gã đưa tay lên định bấm chuông, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, gã rụt tay lại. Rồi gã bước nhanh tiến về phía những tên bảo vệ, đầu đang trùm kín bằng những tấm vải đen, chỉ để lộ ra hai hốc mắt, hai tay vác súng trường đứng gác. Gã ngoắc tay ra hiệu cho ba tên tiến lại gần phía gã. Gã cúi đầu nói nhỏ với cả ba tên điều gì đó. Ngay lập tức, cả ba tên dường như hiểu ý gã, chúng nhanh chóng tiến về phía các căn phòng của Khải, Hưng và Minh. Cả ba tên vác súng trên tay và chĩa thẳng vào từng cánh cửa của các căn phòng. Gã hộ vệ nhìn thấy như vậy thì gật đầu hài lòng. Gã nhẹ nhàng bước về phía căn phòng của Linh, đưa tay bấm chuông. Bấm lần đầu tiên, chưa thấy Linh mở cửa. Gã bấm lần thứ hai, lúc này mới thấy ánh đèn điện bên trong phòng Linh được bật sáng. Vài giây sau thì có tiếng Linh mở cửa phòng từ bên trong. Vừa mở cánh cửa ra, nhìn thấy gã, Linh hốt hoảng định đóng cánh cửa lại, nhưng đã muộn rồi. Gã nhanh tay tóm chặt lấy cánh cửa, không cho Linh đóng. Rồi gã đẩy Linh vào bên trong. Gã vừa bước vào phòng, vừa đưa tay đóng sầm cánh cửa phòng lại. Linh hốt hoảng la lên: Ông làm cái gì vậy? Gã không trả lời. Gã tiến lại sát bên cô, bế xốc cô lên, bước nhanh lại phía giường ngủ. Linh sợ hãi tột cùng, run rẩy rồi hét lên: Cứu, cứu với, cứu tôi với. Tiếng hét thất thanh của Linh làm cho Khải, Hưng và Minh đang nằm trong phòng cũng giật mình, bật dậy khỏi giường, lao vội ra cửa. Nhưng khi cánh cửa phòng vừa mở ra, thì tất cả bắt gặp ba tên bảo vệ, đầu vẫn trùm kín khăn che mặt, chỉ để lộ ra hai hốc mắt, trên tay đang lăm lăm súng trường, chìa thẳng vào ba người. Cả ba tên hất đầu ra hiệu, bắt buộc tất cả không được bước ra khỏi phòng. Hưng và Minh nhìn những họng súng đang chĩa vào người thì sợ hãi lùi vào, đóng vội cửa phòng lại. Còn Khải, sau vài giây suy nghĩ nhanh, hắn cũng lùi lại vào phòng và đóng cửa lại. Đứng giữa phòng, hắn nghiến răng uất hận. Nhiều năm lăn lộn với cuộc đời, nên hắn biết ở phòng kế bên, Linh đang bị bọn này hãm hiếp. Trong phòng Linh, gã hộ vệ một tay đè lên người Linh, còn tay kia đang xé toạc chiếc quần ngủ mà cô đang mặc. Linh sợ hãi tột cùng, khóc lóc, gào lên: Không, 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 trời ơi, ai cứu tôi với. Gã đàn ông điên tiết vung bàn tay hộ pháp của gã, tát mạnh vào mặt Linh. Máu ở một bên khóe miệng của Linh lập tức trào ra. Gã nhanh tay móc trong túi quần ra một chiếc khăn nhỏ mà gã đã tẩm thuốc mê. Gã úp luôn chiếc khăn vào mặt Linh. Linh chỉ kịp kêu lên ú ớ được vài tiếng thì ngất lịnh đi. Gã nhìn thân hình của Linh đang nằm dài trên giường, khẽ nhếch mép cười khẩy. Và rồi gã nhanh chóng cởi bỏ quần áo đang mặc trên người để hãm hiếp cô gái. Hơn một tiếng trôi qua, Khải vẫn ngồi im lặng trên bộ bàn ghế ở giữa phòng mình.
Hắn liên tục hút thuốc và ngồi lặng im. Và rồi tiếng gào khóc nức nở của Linh cũng vang lên. Hắn biết lúc này tên hộ vệ đã rời đi, nên vội vàng lao ra cửa, chạy nhanh sang phòng Linh. Cô gái tóc tai rũ rượi, quần áo đã bị xé nát, vứt vương vải khắp nơi trên giường. Trên người cô lúc này chỉ còn quấn một chiếc chăn mỏng. Cô gái sợ hãi ngồi co rúm vào góc giường trong cùng, gục đầu xuống hai đầu gối khóc nức nở. Khải đứng lặng nhìn cô hồi lâu. Linh vẫn úp mặt xuống hai đầu gối, khóc một cách đau đớn và sợ hãi. Hắn với tay lấy một chiếc áo khoác đang được ngoắc bên ngoài tủ quần áo, rồi nhẹ nhàng bước lên giường, khom người cúi sát lại bên cô. Hắn khoác chiếc áo lên người cô, nhẹ giọng nói: "Thôi, em đừng khóc, em bình tĩnh lại đi em." Bỗng Linh ngước mặt lên nhìn hắn, cô nức nở gào lên: "Em không muốn sống nữa, em không muốn sống nữa." Linh đứng phắt dậy, nhảy vụt xuống giường, rồi lao đầu vào cánh cửa phòng. Hắn hốt hoảng nhảy xuống theo, ôm ghì lấy cô, rồi hét lớn: "Em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại." Hắn ôm chặt cô gái trong tay, xoay người cô gái lại, đứng đối diện với hắn: "Em nghe anh, bình tĩnh lại em ơi." Linh điên cuồng gào khóc: "Em sống làm gì nữa, em sống làm gì nữa." Hắn lay mạnh người cô, quát lên: "Em phải sống, em phải sống. Thân thể này không phải của em, thân thể này là của cha mẹ em phải sống để còn có ngày về gặp lại họ." Linh chợt ngước gương mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn hắn. Cô run rẩy nhìn hắn chân chân, rồi cô ôm chầm lấy hắn, òa khóc nức nở: "Anh ơi, anh ơi." Hắn ôm chặt lấy cô gái, vỗ về an ủi: "Anh hiểu, anh hiểu. Cố lên em." Cứ thế, cô gái ôm hắn khóc nức nở, ướt đẫm cả ngực áo hắn. Hắn vẫn đứng lặng im, hai tay vẫn ôm chặt lấy cô gái, để yên cho cô gái khóc. Rất lâu sau, khi mà Linh đã có phần bình tâm lại đôi chút, hắn dìu cô ngồi xuống ghế sofa. Hắn ngồi sát lại bên cạnh cô, khẽ thì thầm nói nhỏ: "Em còn có cha mẹ, em phải sống, phải vượt qua tất cả, để có ngày còn về Việt Nam, gặp lại cha mẹ em. Anh là thằng mồ côi, không còn ai thân thích trên đời này, nhưng nhất định anh vẫn phải sống. Nhất định có một ngày, anh sẽ bắt tất cả những đứa đã hãm hại anh, chúng nó sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Anh sẽ bắt chúng nó phải trả lại một cái giá đắt vô cùng." Thưa quý vị, vậy là quý vị đã lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ tiểu thuyết dài tập Chợ Đời. Còn bây giờ, xin được chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.